mẫu xe Tega cao cấp với đa dạng tính năng Suzuki Berman 400 ABS 2020 đã chính thức ra mắt với màu sơn đen hoàn toàn mới. Với lớp sơn tối màu này, Berman 400 tiếp tục sở hữu sự kết hợp đặc biệt giữa bộ khung gầm cùng hiệu suất động cơ với kiểu dáng thiết kế bóng bẩy, trở thành một trong những mẫu xe Tega sang trọng và thể thao. Mẫu xe Tega Berman 400 ABS 2020 đạt tiêu chuẩn về sự tiện lợi và hiệu suất cho tất cả các dòng xe Tega tầm trung khác. Bên cạnh đó là duy trì được danh tiếng và sự sang trọng cùng chất lượng. Có thể nói rằng, Berman 400 luôn luôn mang đến sự kết hợp của hãng Suzuki về phong cách, hiệu suất, tính đa dụng, tiện lợi và trải nghiệm phấn khích khi lái xe. Có thể dễ dàng nhận thấy Berman 400 ABS phiên bản 2020 vẫn sở hữu thiết kế kiểu dáng của một mẫu xe maxi scooter với ngoại hình đồ sộ đậm chất touring. Bộ phận tay lái của xe được đặt khá cao, cùng với đó là phần yên xe thấp, đem đến tư thế lái thoải mái và dễ chịu cho người dùng. Xe được trang bị kính chắn gió với kích thước lớn, góp phần cản gió và bụi bặm cho người lái. Berman 400 ABS 2020 vẫn sở hữu cụm đèn pha đôi kích thước lớn cùng với kiểu tạo hình mắt đại bàng sắc sảo dữ dằn. Xe được trang bị đèn xi nhan báo rẽ cùng với đèn định vị có kích cỡ khá nhỏ và được để sang hai bên yếm xe đầy cân đối. Berman 400 ABS được trang bị động cơ 4 thì DOHC với xi lanh đơn có dung tích 400cc là mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử. Kết hợp với động cơ này là hộp số vô cấp CVT. Hệ thống treo trên Berman 400 gồm phục trước 41mm, hành trình 110mm cùng với phục sau 25mm, hành trình 90mm. Hệ thống phanh gồm các đĩa phanh đôi ở dàn chân trước và đĩa đơn ở dàn chân sau. Kết hợp cùng với tính năng chống bó cứng phanh ABS, không gian dưới yên xe Suzuki Berman 400 ABS 2020 rất rộng rãi với dung tích 42 lít cùng với khả năng chứa hai mũ bảo hiểm full face. Ngoài ra, xe còn được trang bị hàng loạt các tính năng cải tiến, nổi bật nhất là hệ thống Suzuki Advanced Immobilizer. Theo Suzuki, mẫu xe Tega cao cấp Berman 400 ABS phiên bản 2020 này có mức giá bán tại thị trường Nhật Bản là 799.200 yên, tương đương 171 triệu Việt Nam đồng.